hay là bật định bật wifi, bật định vị lên này. Để cài được công tắc đó. Gì trong lâu rồi. Định vô cài đặt chung rồi. Ở trên không có làm ở ngoài hả? Đó sao ta ít xài ít thấy cái này nó chỉ Vị trí nè. này hiện tại đang sử dụng là khi dùng ứng dụng thôi. Ứng dụng thôi, rồi ok, ứng dụng cho phép đó đúng không? Rồi, ok. Rồi bật lên, bật lên rồi đúng Bật rồi. không? Rồi. Rồi còn một tí là xong rồi đó. Rồi. Vô lại phần mềm Evelyn hả nào rồi. Rồi. Rồi, à, cái này tài khoản của em nè. Này bấm vô cộng để thêm nè. Thêm thiết bị nè ha. Anh đang quay. Rồi, thêm thiết bị. À, anh nhân giữ đi. Rồi trên công tắc thì chúng ta bấm giữ cái nút màu đen nha, bấm giữ cho đèn nhấp nháy nha. À, 3 phiên nhanh một chậm. À, bấm giữ luôn ha. Đó, nhấp nháy như thế, 3 nhanh một chậm là ok, chờ ghép nối. Ok, bây giờ trên điện thoại chúng ta bấm ghép nối nhanh nè, tiếp tục bấm ghép nối nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn wifi, à, cho phép Evelyn sử dụng vị trí của bạn nè, cho phép một lần thôi. Rồi. Cái này thì chúng ta nhập cái chúng ta đổi cái không xài băng tầng 5 GHz. Chọn băng tầng 2.5 thôi. Ô 2.4 thôi, nè, đổi chỗ này nè. Ấy, xin lỗi. Quay quay lại. Chọn cái 347 mà không có 5G đó anh nha. À, điện thoại đang truy cập cái 5G nha, mình chọn lại cái đây, chọn trên đây. Đúng rồi. Chọn cái 347 là bình thường thôi chứ không có 5G. À, có mật khẩu là 347 luôn. Đúng rồi. Rồi, số 347 luôn. Ok, anh em lưu ý không xài băng tần 5G nha, 5 GHz nha. Rồi, ok, bây giờ quay về phần cài đặt. Rồi, cho phép một lần thôi. Đây nó có ghi chú là chúng ta dùng băng tần 2.4 GHz. Rồi nhập mật khẩu vô wifi lại là 347 luôn. Đấy. 47 số 4 rồi. À, chữ chữ 4. Anh em lưu ý nhập đúng cái mật khẩu wifi nha. Rồi tiếp tục rồi. Tiếp tục đó là Bấm ở dưới tiếp theo. À, đó, ok. Đây, đây, muốn sử dụng Bluetooth ok luôn. Đi sử dụng trong quá trình nó dò tìm thiết bị thôi. Lưu ý anh em là để cái điện thoại gần cái thiết bị và gần modem nha. Để dò tìm đó. À, vui lòng bật Bluetooth. À, vui lòng bật Bluetooth ở dưới gần. Rồi tìm luôn thiết bị thấy rồi, tìm thấy thiết bị rồi. Hãy tìm thấy thiết bị rồi. Rồi bấm tiếp theo. Rồi sẽ tiến hành cài đặt thiết bị, chúng ta thay đổi tên thiết bị luôn cũng được. Rồi xong, bấm này xong rồi ha. Rồi thiết bị đây vào danh sách các thiết bị rồi nè. Đây nó nằm ở phía trên đây nè. Chúng ta thấy bấm bật tắt được. Đấy, bấm bật tắt này, đèn kia sáng này ha. Đó, bấm bật tắt đèn sáng này. Đây, đây chúng ta có thể hẹn giờ trong đây nè. Vào thiết bị nè, ở phần này có một hẹn giờ lên lịch bật tắt, hẹn giờ chu trình lặp lại đấy, nó có hẹn giờ bật tắt à, tùy thích ha. Rồi có thể lặp lại theo chu trình, ví dụ 3 phút tắt 5 phút bật, ví dụ thế, cứ theo chu trình đấy có thể lặp lại đấy. Đấy là cái thao tác cài trên iPhone cũng hoàn toàn tương tự trên Android ha. Tương tự 100% luôn. Nếu một số lưu ý là bật wifi, nhập đúng mật khẩu đấy. Chọn băng tần đúng băng tần 2.4 GHz thôi, không xài băng tần 5 GHz. Giờ thoát ra phải không? Rồi, rồi xong rồi đó. Rồi có thể sử dụng được đó. Đấy. Ok, thiết bị Basic R2 là thiết bị mới thêm vô cái trên này, phải không? Ok.